Hôm nay mình xin chia sẻ về sinh hoạt trong vòng một ngày của hai mẹ con, giống như là một ngày của mẹ bỉm sữa. Tại vì bây giờ mình đang ở nhà trông con, chưa có đi làm hay đi học, thì mình không biết một ngày của những mẹ bỉm sữa khác sẽ như thế nào, nhưng mà đây là một ngày của mình và em Bon 11 tháng tuổi. Bây giờ Bon đã chuyển qua 11 tháng rồi, sẽ khác những cái lúc mà em Bon còn bé xíu. Thì mỗi ngày bọn mình sẽ có nhiều hoạt động khác nhau và không phải ngày nào cũng giống nhau. Vậy thì hôm nay mình xin quay về một ngày trong tuần mà một ngày thường Yuri đi làm và hai mẹ con ở nhà với nhau. Nếu mà tối nào em Bon ngủ ngon, không có dậy nửa đêm thì Yuri sẽ được ngủ ngon hơn và sáng dậy sớm hơn. Thì khi mà anh dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì anh sẽ tranh thủ dọn dẹp máy rửa chén hay là máy giặt các thứ, dọn dẹp sơ cho mình lúc để lúc mình dậy mình không cần phải làm nhiều nữa. Hoặc nếu lúc nào mà em Bon dậy sớm thì anh sẽ bế Bon ra ngoài chơi rồi cho em Bon ăn sáng để cho mình có thể ngủ thêm một chút. Ăn sáng xong thì mình sẽ tranh thủ chơi với Bon một chút như thế này. Hai mẹ cho hai mẹ con chơi rất là nhiều trò. Và như giai đoạn này thì em Bon đang học để bỏ sắp xếp những thứ vung vãi ra ngoài vào hộp hoặc là vào ngăn kéo. Nên mình đang tập với Bon làm điều này, giống như là cũng đang chơi với con nữa, để cho con thành tập và thói quen để sắp xếp đồ đạc nữa. Rồi có thể là cho con nhìn sách, hình ảnh để cho con làm quen với những hình ảnh là chính. Còn chữ thì chắc là còn lâu lắm. Sau đó thì sẽ tranh thủ dọn dẹp ức chén. Nếu mà lúc mà anh đi trước khi đi làm chưa kịp làm thì mình sẽ tranh thủ làm việc này sau khi ăn, sau khi chơi với con. Thì thường thì Bon rất là thích máy rửa chén, cực kỳ thích luôn. Dù đang ăn hay là đang nghịch cái gì đó ở đâu ở trong phòng ngủ, nhưng mà cứ nghe tiếng mình mở máy rửa chén ra là chắc chắn sẽ bò cấp tốc ra để nghịch như thế này. À, không biết là nghịch hay là giúp mẹ nữa. Nhưng mà cũng có một lần em mới làm vỡ một cái đĩa, nhưng mà cũng không sao. Dù sao thì em cũng cần học được cái tính phụ giúp bố mẹ mà. Đến tầm giữa buổi thì Bon sẽ được ăn gọi là gì ta? Ăn giữa buổi hả? Bon sẽ được uống sữa. Thường nếu mà giờ này Bon sẽ ngủ trưa, nhưng mà từ khi mà 10 tháng đến bây giờ Bon không còn ngủ nhiều nữa. Giống như là trước đây tầm 9-10 giờ Bon sẽ ngủ một giấc nữa, nhưng mà từ lúc khi mà qua 10-11 tháng thì
Bon ngủ trưa từ 11 giờ trở đi, Bon mới chịu ngủ. Nên uống sữa xong thì hai mẹ con cũng tranh thủ chơi thêm. Thì trước khi em Bon đi ngủ à, rất là thích bóng luôn. Không biết sau này có thành cầu thủ bóng đá không? Cỏ Trang vào phá phòng ngủ hả? Anh cỏ Trang em nè. Đi ngủ rất là ngoan, tự đặt vào giường là sẽ ngủ. Nhưng mà cũng có nhiều khi thì hơi gắt ngủ như thế này, cần mẹ bé một chút xíu, hoặc là chỉ cần mẹ nằm nằm cạnh giường hoặc ngồi cạnh giường với Bon để Bon ngủ ấy. Tại vì lúc mà đang nằm rồi mà thấy mẹ đi ra ngoài phải nằm một mình thì sẽ hơi mè nheo một chút xíu. Nhưng cũng có nhiều lúc rất là ngoan, rất là thương luôn ấy. Nhưng mà trộm vía từ bé giờ Bon rất là ngoan luôn. Tại vì lúc nãy vừa kịp dọn ra chưa kịp bỏ chén dĩa dơ vào. Vì chén dĩa dơ bỏ vào thì Bon sẽ nghịch rất là dơ. Cho nên là phải tranh thủ lúc mà Bon đi ngủ mới làm. Rồi mình tranh thủ học bài, pha cà phê, uống trà. Phải cà phê Việt Nam tại vì không uống được cà phê bên này. Phải tranh thủ học bài tại vì bây giờ mình đang chuẩn bị thi bằng lái xe. Đang phải thi lý thuyết, học lý thuyết trước. Nếu mà đậu lý thuyết rồi mới thì thực hành, thì hôm sau mình sẽ làm một cái clip về cái quá trình mình thi học và thi bằng lái xe ở bên này và chi phí để thi bằng lái xe ở bên này. Cách học có khác ở bên Việt Nam mình không? Sau khi em Bon ngồi dậy thì thường rất là vui tươi các thứ, rất là hay cười luôn. Đi ngủ thế nào thì tỉnh dậy sẽ khác biệt như thế đó. Rất là thích chơi, cực kỳ thích chơi luôn ấy. Lúc mà em Bon dậy thì mình sẽ tranh thủ nấu món ăn, nấu giờ trưa cho Bon. Mình thì cho Bon ăn dặm theo kiểu của mình, không có nhất thiết áp đặt theo một cái luật nào, như kiểu giống như mọi người thường có ăn dặm kiểu Nhật nè, rồi ăn dặm chỉ huy nè, kiểu các thứ như thế. Nhưng mà mình thì cứ cho con ăn dặm theo kiểu của mình thôi. Lúc thì ăn với cháo, với cơm, với gạo như ở Việt Nam. Lúc thì ăn với khoai tây, cà rốt. Trong lúc chờ cháo sôi và nấu thì mình sẽ tranh thủ lấy đồ ra phơi. Đồ này trước khi đi làm thì anh đã cho vào giặt trước dù mình rồi. Ra máy này gồm cả sấy và giặt. Nhưng mà thỉnh thoảng đồ vẫn còn hơi ẩm vì bỏ hơi nhiều đồ. À, đây là đồ của em Bon. Tất cả đây là đồ của em Bon hết. Thường thì Bon rất là thích chơi mấy cái thứ mà đồ hộp hoặc là quần áo hoặc là những cái hộp đựng đồ ăn ấy. Cho nên sẽ rất là không chịu khi mà không cho Bon nghịch như thế. Có thể là Bon đang muốn phụ mẹ xếp đồ. Mà ở tuổi này em bé rất là hiếu kỳ, cho nên để cho em có thể chơi với những tất cả mọi thứ mà em muốn, lục lọi các thứ như thế này cũng được. Tại vì cái tuổi tìm hiểu mà, cũng không nên ngăn cấm quá nhiều. Cứ để cho em thoải mái như vậy, nghĩ sao mà em năng động là được rồi. Thường thì trong khoảng từ 11 rưỡi đến 12 rưỡi sẽ là giờ ăn chính bữa trưa của Bon. Thật ra lúc này là giờ ăn của Bon thôi. Của mẹ thì không kịp rồi. Tại vì phải làm nhiều thứ khác nhau nữa. Nhưng mà cũng không sao, miễn sao Bon ăn đúng giờ là được. Còn mẹ thì sao cũng được, từ từ sẽ vào nếp sau. Nhưng mà như mọi người thấy đấy, ăn dọn bữa trưa cho Bon xong thì nhà đồ đạc tứ tung như thế này, em Bon sẽ lôi hết tất cả những đồ hộp các thứ ra sàn nhà. Nhưng mà cũng không sao, em bé mà, cứ để cho Bon là em bé thôi. Bây giờ là đến giờ ăn vặt của Bon. Thì tầm khoảng 2 giờ rưỡi, 2 giờ đến 2 rưỡi, 2 giờ đến 3 giờ á là giờ ăn vặt của Bon.
bọn sẽ được ăn trái cây và cũng là bữa ăn chính của mẹ. Ăn chính hơi muộn nhưng mà cũng không sao. Còn em Bon thì giờ ăn vặt buổi trưa như thế này và buổi tối khi mà bố đi làm về nữa, rất là thích ăn mấy cái đồ snack nhưng mà từ rau củ quả, tại vì giống như đang ngứa răng á, cứ có cái gì để cắn vào răng là Bon thích thôi. On a day in May, so we took the old car and drove it far away. We stopped out where the trees stand quiet, walked and talked of how the world. Bon bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên lúc Bon 10 tháng tuổi, và đến 11 tháng tuổi thì ngày càng tăng, Bon có thể đi dài hơn và như hôm qua thì Bon có thể chạy, muốn chạy luôn rồi đó mọi người. Là tầm 11 tháng mà Bon đã đi được như thế này rồi, rất là giỏi luôn. Và dù trước đây Bon sinh bị thiếu tháng, thiếu một tháng tròn. Tranh thủ lúc mà Bon ngủ giấc ngủ thứ hai ban ngày tầm 30 phút thì mình phải tranh thủ dọn dẹp nhà, mặc dù một ngày phải dọn như thế này tầm 3-4 lần. Vì dọn xong rồi thì em Bon cũng sẽ lôi hết ra hết ha, nhưng cũng không sao, nhà có em bé mà, cứ vậy thôi. Thì dù sao thì tuổi thơ của con cũng chỉ có một như thế. Nếu mà đang cứ là em bé thì cứ học như nào để trở thành em bé thôi, không cần phải lớn quá sớm. A few moments later, and you scratched our name in the cooling rocks. You laid back on side and say, this is all I need. Bắt quả tang, bắt quả tang. And I felt all mẹ xếp đồ mệt mẹ mút đi vậy ha. Like đúng rồi, bỏ lại, đúng rồi today. Đúng rồi, bỏ lại nha. Bố làm vườn hả? Bố đang làm vườn cho Bon hả? Làm vườn trồng rau. Ừ, bố làm vườn trồng rau đó. Tội nghiệp em Bon, em Bon có sở trường là ngủ trên bàn ăn, cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần ăn là cứ ngồi ngủ gục như thế này. Mặc dù không có khóc đòi hay gì hết, không có đòi đi ngủ hay gì hết, đang ăn ngon lành thì ngồi nằm gật 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 như thế này. Trời ơi, rất là thương luôn á.
trước rồi rất là nhiều lần đang ăn trên bàn ăn thì ngủ gục như thế này, mặc dù mới có 7 giờ tối. Vậy là một ngày của mẹ bỉm sữa trôi qua như vậy đó mọi người. Thực ra thì còn nhiều hoạt động hơn nữa nhưng mà do mình không thể quay hết được. rất là nhiều việc phải làm, cũng rất là mệt, mặc dù em Bon rất là ngoan, cực kỳ ngoan luôn. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ gia đình Bon nhé. Tạm biệt mọi người.